các bạn đến tin nhanh 24/7. Cbiz Diamond 1 Canonica, cái màu xanh lên ít đồ chơi đáng tham khảo. Cbiz Diamond 1 Canonica, một cái màu xanh lạ mắt và lên ít đồ chơi khiến em nó trở nên cứng cáp, đẹp mắt hơn hẳn. Diamond 1 Canonica là cái chiếc sport bike cỡ nhỏ của Thái Lan, vừa được phân phối chính hãng khi chịu Việt Nam và tạo nên một cơn sốt. Chiếc thiết kế đầy ấn tượng và mức giá bán cũng rất hấp dẫn. Diamond 1 Canonica nguyên bản sẽ có 5 màu tùy chọn, bao gồm 2 phiên bản cơ xe, gồm 2 phiên bản là phiên bản đặc biệt với gồm những màu như đỏ trắng và xám trắng, phiên bản tiêu chuẩn với 3 tông màu đỏ, trắng và xám. Và giá của Cbiz Diamond 1 Canonica được niêm yết chính hãng ở Việt Nam rơi vào khoảng 63 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 64 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt. Và tại bên Thái Lan, Diamond 1 Canonica rất được ưa chuộng và đông đảo người chơi. Các câu lạc bộ và hội nhóm phát triển cũng rất mạnh. Và Cbiz là hãng xe có doanh số bán hàng đứng thứ 3 tại thị trường Thái Lan, chỉ sau Honda và Yamaha. Nhờ vào thiết kế đầy ấn tượng, giống với các mẫu sport bike của Ducati và có mức giá bán có thể nói là rất tốt, nên Diamond 1 Canonica rất được yêu thích, đặc biệt là các biker trẻ. Số lượng những người chơi cái dòng xe này đứng đầu trong 6 mẫu xe Cbiz Racing phân phối Việt Nam. Một trong những khách hàng đầu tiên ứng dụng đánh giá em nó rất tốt về Diamond 1 Canonica, còn về cái độ bền thì có lẽ phải đợi thêm thời gian. Tuy nhiên, cái hãng xe Cbiz là khá có tiếng tại Thái Lan, không phải tự nhiên mà hãng xe này đứng thứ 3 ở thị trường Thái Lan. Và cùng chúng tôi ngắm nhìn cái chiếc Cbiz Diamond 1 Canonica, cái màu xanh lên ít đồ chơi là khá chất đến từ biker Thái. Và bản độ này rất đẹp, các bạn đang sở hữu cái dòng Diamond 1 Canonica, có ý định đang nâng cấp em nó thì nên tham khảo về cái chiếc xe này. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.